Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu nón tai thỏ như thế này ha. Để làm mẫu nón này mình sử dụng sợi dệt màu trơn nè. Sợi len của mình dài tầm khoảng 1.75 đến 2 mm. Và kim móc để móc sợi dệt này mình sử dụng kim 2 đầu và dùng đầu số 4 ha. Một số bạn không có cái mẫu kim này, các bạn cũng có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Thì mỗi loại kim nó sẽ có cái size khác nhau á. Các bạn sẽ so sánh cho mình đầu kim với sợi len nè. Nếu mà đầu kim của mình nó sắp xỉ gần bằng sợi len là được. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len, kim khâu len và thước dây. Mình dùng thước để mình có thể canh được size của nón ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Có được 6 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn cuốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây là chân đầu tiên ha, móc vào một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên nè, nắm cho mình sợi len ngắn cuốc thật mạnh vào. Thì mình sẽ hoàn tất được vòng tròn với 6 mũi móc đơn. Để móc tiếp vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai mình sẽ có 6 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào 6 chân này, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên sẽ là chân mà mình vừa móc mũi dời ha, móc vào 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba, 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư, móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm, móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu, 2 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng móc này, di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Ta hoàn tất được vòng móc đơn thứ hai, thì hai vòng móc đơn này mình sẽ tạm gọi là một hàng móc nha. Các cái hàng móc tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đơn, móc lên 2 mũi xích. 1 2 Lúc này mình sẽ có tổng cộng là 12 chân móc phía dưới. Thì 12 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời nè, 2 mũi kép đơn. Chân móc thứ hai, 2 mũi kép đơn. Chân thứ ba và các chân còn lại cũng tương tự. Mỗi chân sẽ là 2 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc đến cuối vòng thì mình sẽ có được 24 mũi kép đơn cho cái vòng móc này. Tùy vào tay thợ móc, có thợ móc lỏng tay, chật tay thì nhiều khi cái phần đỉnh nón này nó sẽ bị nhọn ha. Đối với một số bạn mà muốn cái phần đỉnh nón này nó nhọn nè, thì các bạn sẽ kết thúc cái vòng móc này bằng cách đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Và ta sẽ móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng.
Còn đối với phần thân nón của mình, mũi móc của mình trượt tay á, nên mình sẽ thêm một mũi ở cái điểm này nữa. Tức là các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi dời kết thúc của vòng phía dưới á. Thì đây sẽ là chân móc của mũi dời nè. Ta sẽ đâm kim vào đó và móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Thì lúc này cái phần đỉnh nón của mình nó sẽ được bằng hơn ha, nó không có bị quá nhọn. Ta sẽ có hai mũi kép đơn nè. Kết thúc cái vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên 2 xích. Như vậy là cái hàng móc mũi kép đơn đầu tiên của mình sẽ hoàn tất ở 26 mũi kép đơn. Để tiếp tục cái vòng kép đơn thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên chúng ta vừa móc mũi dời, móc một mũi kép đơn. Chân kế bên sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Ta có được một cụm nè, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình, móc cho đến cuối vòng. Tức là chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Chân đầu tiên một kép đơn nè. Chân thứ hai là hai kép đơn. Móc tương tự cho đến hết vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng các cái cụm chân móc như thế này rồi, kết thúc cũng đâm kim vào chân kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên 2 xích. Hàng móc mũi kép đơn thứ hai của mình sẽ tăng lên được 13 chân móc. Tức là mình sẽ có được 13 cụm móc nè. Đây, một cụm nè. 2 cụm. 3 cụm. 4 cụm. 5 cụm. 6 cụm. 7 cụm. 8 cụm. 9 cụm. 10 cụm. 11 cụm. 12 cụm và 13 cụm. Ta có được tổng cộng là 39 mũi móc cho cái vòng móc này. Tiếp tục vòng móc kép đơn thứ ba. Chân đầu tiên, chân ta vừa móc mũi dời, móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Có được hai mũi kép đơn rồi thì chân thứ ba sẽ là hai mũi kép đơn ha. Thì vòng móc này mình sẽ móc cái cụm móc như thế này, hai mũi kép đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng, tức là hai chân liên tiếp nè, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Móc tương tự đến hết ha. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi vòng tròn này nó bằng với vòng đầu của bé. Thì các bạn sẽ tăng size như sau nè. Mình sẽ không tính cái hàng móc mũi móc đơn bên trong mà ta chỉ tính hàng kép đơn thôi nha. Thì hàng kép đơn đầu tiên này có hai mũi kép đơn cùng chân. Vòng tiếp theo một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân. Tiếp theo nữa là hai kép đơn mỗi chân xen hai kép đơn cùng chân. Thì hàng tiếp theo nữa các bạn sẽ móc cho mình 3 kép đơn mỗi chân xen hai kép đơn cùng chân, sau đó tiếp tục là 4 kép đơn hoặc 5 kép đơn xen hai kép đơn cùng chân ha. Tức là các bạn sẽ tăng cho mình cái khoảng cách giữa hai mũi kép đơn cùng chân á. Hàng này là 1 nè, tiếp tục hàng tiếp theo là 2, thì hàng tiếp theo nữa là 3, 4 hoặc 5 ha. Cái hàng móc này là hai kép đơn mỗi chân nè. Tiếp tục là hai kép đơn cùng chân. Móc tương tự hết hàng này cho mình, sau đó tăng thêm nhiều vòng móc nữa. Các bạn sẽ tăng cho mình cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng nha. Đối với size vòng đầu của bé thì mình cũng có để ở dưới phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link số đo bên dưới ha. Mình sẽ sử dụng thước dây để đo nè.
Thì cách đo đơn giản nhất, các bạn sẽ lấy cho mình 1 cm của thước dây, sau đó mình sẽ ước chân với số mũi móc ở bên dưới. 1 cm của mình nó sẽ tương đương với 2 mũi móc. Đây, thì các bạn sẽ nhân cho mình cái số mũi móc đó với cái vòng đầu của bé, thì ta sẽ ra được tổng số mũi móc của hàng mình thêm cuối cùng. Ở đây mình sẽ không tính hai hàng móc mũi đơn, ta chỉ tính cái hàng móc mũi kép đơn thôi, thì mình đã có được tổng cộng là 6 hàng móc mũi kép đơn. Bỏ qua hai cái hàng móc mũi móc đơn bên trong hả? Hàng móc kép đơn đầu tiên nè, 2 mũi kép đơn mỗi chân nè. Hàng kép đơn thứ hai, 1 mũi kép đơn xen 2 kép đơn cùng chân. Thứ ba là 2 mũi kép đơn nè. Hàng tiếp theo sẽ là 3 mũi kép đơn. Sau đó là 2 kép đơn cùng chân. Đây, thì các bạn cũng có thể để ý cho mình ha. Ở tất cả các cái hàng móc, 2 mũi móc cùng chân mình đều móc vào chân thứ hai của 2 mũi móc cùng chân ở hàng bên dưới. Đây, thì tương ứng với tất cả các cái hàng móc ở phía dưới đều như vậy ha. Ta đều móc vào chân thứ hai nè của 2 mũi kép đơn ở hàng phía dưới. Thì ở đây mình cũng có vẽ ra cho các bạn hình dung hơn nè. Mình chỉ tính mũi kép đơn thôi ha, ta không tính cái hàng móc mũi móc đơn. Thì hàng thứ nhất của mình nè, có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Mình sẽ tạo ra được 26 mũi kép đơn. Cứ móc cho mình theo cái công thức như thế này. 1 xen kẽ, 2 xen kẽ ha, vân vân nè. Thì để ý cho mình hai cái mũi kép đơn cùng chân nó sẽ được móc vào chân thứ hai của 2 mũi kép đơn cùng chân ở hàng bên dưới nè. Như vậy là tổng số mũi móc ở mỗi hàng móc nó sẽ được tăng lên 13 mũi móc ha, cho mỗi hàng móc. Khi các bạn đã có được số đo vòng đầu của bé rồi ha, nó chỉ sẽ tương đương thôi chứ nó không chính xác hoàn toàn nha. Thì mỗi vòng móc ở phía trên, mỗi vòng móc mình đều tăng 13 mũi, thì nhiều size nó sẽ bị quá rộng hoặc là quá chật, thì các bạn sẽ tính như sau. 1 cm của mình nó sẽ tương đương với 2 mũi móc ở bên dưới. Đây, 1 cm tương đương với 2 mũi móc. Thì các bạn cứ ghi ra cho mình theo công thức nè. Ta có 1 cm thì nó sẽ tương đương với 2 mũi. Các bạn sẽ đưa cho mình số đo vòng đầu mà các bạn mong muốn ha. Ở đây mình móc 40 cm. Thì 40 cm này nó sẽ tính ra được bao nhiêu mũi ở đây? Ta sẽ sử dụng công thức nhân chéo và chia ngang. Tức là mình sẽ lấy số đo vòng đầu nè, nhân cho 2 mũi, sau đó chia ra cho số cm, 1 cm ở đây, thì mình sẽ có được tổng cộng là 80 mũi móc. Đây, khi đưa vào thì 40 cm nó sẽ tương đương với 80 mũi móc cho cái vòng móc cuối cùng. Đây là công thức đơn giản nhất ha, các bạn có thể áp dụng cho mình công thức này với tất cả các cái vòng đầu. Khi mình biết cái vòng đầu rồi thì số mũi móc cuối cùng của hàng móc mình thêm cuối cùng nó sẽ dễ dàng hơn. Ta chỉ tính hàng móc kép đơn và không tính hai hàng móc mũi móc đơn ở bên trong nè. Thì 1, 2, 3, 4 và 5. Cái hàng móc thứ 5 của mình là cái hàng móc mà mình tăng đều 13 mũi á. Nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 78 chân móc. Còn thiếu 2 mũi móc nữa nó mới đạt được 40 cm. Thì ở cái hàng móc thứ 6 mình có tăng 2 mũi móc. Mình sẽ móc đều nè, mỗi chân là 1 mũi kép đơn. Lúc này mình sẽ không tăng ở điểm này nữa, mà các bạn có thể tăng cho mình một điểm bất kỳ. Mình sẽ tăng ở điểm này ha. Tức là ở đây mình đã thêm được 1 mũi nè, là 79 mũi. Còn 1 mũi nữa các bạn sẽ tăng cho mình ở cái điểm đối diện điểm này. So sánh qua nè, thì ở bên này mình cũng tăng thêm được 1 điểm. Đây, 2 mũi móc cùng chân thứ hai. 78 mũi đó cộng với 2 mũi mà mình thêm ở cái hàng móc thứ 6 này thì mình đã có được tổng cộng là 80 mũi móc, nó tương đương với vòng đầu là 40 cm ha. Khi ta tăng nhiều hơn, ví dụ như tăng 4 mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình 4 góc, hoặc 5 mũi thì tăng 5 góc. Mình sẽ tăng làm sao cho cái số mũi móc mà mình cần tăng nó dàn đều với cái vòng móc cuối cùng đó, để cho cái phần thân nón của mình nó được đều hơn ha. Kết thúc nè, cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc 1 mũi dời. Lên 2 xích.
Như vậy là ta vừa hoàn tất được phần tăng size cho cái đỉnh nón. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân đi xuống. Đối với phần thân đi xuống, các bạn sẽ móc đều cho mình các cái chân móc. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời, móc một mũi kép đơn. Và tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc bằng với số mũi móc của hàng móc mà mình vừa móc. Làm sao cho chiều cao từ đỉnh nón đến hàng mình thêm cuối cùng nó sẽ bằng đến phần tay của bé là được. Thì cái chiều cao này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 13 đến 15 cm ha, tùy vào cái phần đầu của bé. Các bạn cứ tăng đều cho mình cho đến khi ta đạt được cái chiều cao của phần thân nón bằng đến phần tay là được. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 6 hàng móc đều nhau. Lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng móc mình tăng cuối cùng đã bằng đến phần tay của bé. Thì cái chiều cao này nó sẽ dao động từ 13 đến 15 cm tùy vào cái phần đầu của bé. Ở đây mình sẽ ngưng lại ở 14 cm. Chiều cao của phần thân nón mình cũng để ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở phần mô tả nha. Kết thúc phần móc cuối cùng, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên một xích. Đây, ta hoàn tất được phần thân nón bên trên. Để bắt đầu cái hàng móc phần vành bên dưới thì đầu tiên các bạn sẽ viền lại cho mình một hàng móc mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh một mũi móc đơn. Cứ móc tương tự cho mình ha. Mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi đã hoàn tất được hàng mũi móc đơn rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên 2 xích. Thì cái phần vành mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nên các bạn cứ lên cho mình 2 xích là được. Ta hoàn tất được phần thân nón như thế này. Thì cái phần viền mũi đơn này nó sẽ giúp cho phần thân nón của mình nó không có bị rộng khi ta thêm mũi ở hàng phần vành ha. Để móc cái phần vành thì ta sẽ quay ngược lên cái phần đỉnh nón mà mình thêm á. Các bạn sẽ dựa cho mình công thức của cái hàng móc mình tăng đều 13 mũi cuối cùng. Ở đây mình có hàng móc thứ 5. Hàng móc kép đơn thứ 5 là cái hàng móc mà mình tăng đều 13 mũi. Hàng móc thứ 5 này ta có công thức nè. Các cái mẫu nón khác thì các bạn cũng dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình tăng 13 mũi đều ha. Hàng thứ 5 này mình có công thức nè. 4 mũi kép đơn mỗi chân móc, xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân. Ta sẽ bê nguyên cái công thức này xuống cái hàng phần vành đầu tiên. Tức mình sẽ có 4 mũi kép đơn ở 4 chân móc liên tiếp. 1 nè. 2. 3. 4. Khi được 4 mũi kép đơn vào 4 chân móc thì chân thứ 5 sẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân. Ta sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình ha, cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Tất cả các cái size nón khác các bạn cũng dựa cho mình vào cái hàng móc mình tăng 13 mũi cuối cùng ha. Và mình sẽ bê công thức đó xuống hàng móc phần vành đầu tiên. Được 4 mũi vào 4 chân rồi thì chân thứ 5 móc 2 mũi kép đơn nè.
và tương tự cho mình cho đến hết vòng nha. Sau khi đã móc đến hết vòng, móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích. Lúc này hàng đầu tiên của phần vành nó sẽ giúp cho cái phần vành của mình có cái độ tròn ra hơn rồi nè. Thì hàng móc kế tiếp các bạn sẽ dựa cho mình vào cái công thức, tức là ta sẽ tăng khoảng cách này lên thành 5 mũi. Nó tương tự giống như cái cách tăng ở đây nè, tăng cái số mũi móc kép đơn ở mỗi chân á. Thì phía dưới mình có 4 mũi kép đơn xen 2 kép đơn cùng chân rồi, thì hàng móc tăng tiếp theo mình sẽ là 5 mũi kép đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân. Ta có 5 mũi nè. Được 5 kép đơn ở mỗi chân móc rồi. Thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp, ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân. Thì 2 mũi kép đơn cùng chân này nó cũng nằm ở chân thứ 2 của 2 mũi kép đơn cùng chân ở hàng bên trên ha. Ta có được cụm móc như thế này. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Theo công thức này ha. Và sau khi đã móc đến cuối vòng, móc vào chân móc này một mũi dời. Lên một xích. Lúc này phần vành của mình nó đã có cái độ xòe rộng ra. Những size nhỏ hoặc size lớn các bạn đều chỉ móc cho mình hai hàng móc tăng mũi cho cái phần vành này thôi. Đây ta sẽ tạo ra được cái độ bèo cho cái phần vành của mình nè. Ở tất cả các cái size nón, dù là size lớn hay size nhỏ, các bạn đều chỉ móc cho mình ở hàng phần vành này hai hàng móc tăng mũi thôi nha. Ta sẽ có hai hàng móc tăng mũi thôi, còn các hàng móc còn lại thì mình sẽ móc đều và không tăng nữa. Tức là ta sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn và sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng, giống như là cái phần thân nón á. Mình sẽ không tăng mũi nữa nè, móc tương tự cho đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được cái độ rộng cho phần vành nón và bẻ cong lên ha. Size nón này mình sẽ chỉ dừng lại ở hai hàng móc kép đơn. Hàng móc thứ ba mình sẽ tạo họa tiết sò cho cái phần vành của mình nó có điểm nhấn hơn. Những bạn nào mà không thích họa tiết sò thì các bạn có thể móc kép đơn bình thường ha. Thì cách móc họa tiết sò như sau. Móc vào chân ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Được một mũi móc đơn rồi, bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân kế tiếp 5 mũi kép đơn cùng một chân móc. Và 5 mũi kép đơn này các bạn sẽ cách cho mình bằng một mũi xích ha. Móc vào chân thứ 3 một kép đơn nè. Lên một xích, kép đơn thứ hai vào cùng chân móc, lên một xích, kép đơn thứ ba, lên một xích, kép đơn thứ tư, lên một xích và kép đơn thứ năm vào cùng một chân móc. Khi đã có được 5 mũi kép đơn vào cùng một chân móc và cách nhau là một xích thì mình tiến hành bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên. Các bạn sẽ móc tương tự cái họa tiết sò này cho mình cho đến cuối vòng. Bỏ qua hai chân kế bên, móc vào chân kế tiếp 5 mũi kép đơn. 1, lên một xích. Kép đơn thứ hai. Lên một xích. Kép đơn thứ ba. Lên một xích, kép đơn thứ tư, lên một xích, kép đơn thứ năm, sau đó bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn và tương tự đến cuối vòng. Sau khi đã tạo được các họa tiết sò đến cuối vòng, móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời, móc lên một xích, kéo và cắt len, giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc, canh chỉnh các cái mũi móc ha, thì mình sẽ hoàn tất được phần thân nón nè. Phần vành thì tiến hành bẻ cong lên cho mình.
Ta sẽ có được một phần thân nó như thế này ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tai bên trên. Ở đây mình đã móc sẵn một cái mẫu tai như thế này, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cụ thể ha. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Khi có được 12 mũi kép đơn, móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời để kết thúc vòng. Lên 2 xích. Nắm sợi len ngắn cuốn thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 12 mũi kép đơn. Vòng móc thứ hai ta có 12 chân móc. Thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là 2 mũi kép đơn cùng chân. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời. Móc vào 2 mũi kép đơn nè. Chân thứ hai 2 mũi kép đơn. Tương tự chân thứ ba 2 mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình đến cuối vòng nha. Sau khi đã móc đến cuối vòng, vòng thứ hai của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 24 mũi kép đơn. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên 2 xích. Hai vòng móc này nó sẽ tạo cho mình cái độ rộng của phần tay. Thì các hàng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng móc đều nhau nè. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Tương tự chân thứ hai. Chân thứ ba. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng và thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa. Và ta sẽ móc đều không tăng mũi nha. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 3 hàng móc đều nhau không tăng mũi. Và cái phần tay của mình nó đã có được một cái chiều cao như thế này rồi. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Đối với những size lớn hoặc là size nhỏ thì độ rộng bên trong của tay mình nó sẽ dừng lại ở cái độ rộng 24 mũi móc này. Còn các bạn muốn cho cái phần tay mình nó được cao, dài hơn thì các bạn sẽ tăng cho mình số hàng móc đều nhau ở đây nè. Ở đây mình móc 3 hàng móc thì các bạn có thể tăng lên 4 hoặc là 5 hàng. Nó sẽ giống nhau ở hai hàng cuối và hai hàng đầu, nó chỉ khác nhau số hàng móc chính giữa thôi nha. Lên 2 mũi xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi. Để giảm mũi, ta sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Ta bỏ qua chân này ha, móc vào chân này một mũi kép đơn nè. Ta có được mũi giảm đầu tiên. Xen kẽ mũi giảm này sẽ móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Ở đây mình sẽ móc xen kẽ ha, một mũi giảm, một mũi kép đơn và tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ giảm nè.
Thì cái chân đầu tiên mình bỏ qua một chân, nhưng mà ở cái điểm chính giữa này mình sẽ móc dồn lại hai chân thành một chân. Thì cách móc như sau: ta lấy len và đâm kim vào chân đầu tiên, kéo len và kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân thứ hai, kéo len, lúc này trên kim của mình có 4 mũi ha, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới mình tạo ra được một mũi bên trên và ta đã có được mũi giảm thứ hai. Xen kẽ mũi giảm là mũi kép đơn. Tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ giảm lại ha. Thì cách giảm cũng tương tự. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi giảm thứ ba. Đây là mũi giảm đầu tiên ha, sau đó là mũi kép đơn nè. Mũi giảm thứ hai, mũi kép đơn, mũi giảm thứ ba thì tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng. Ta có mũi kép đơn kế bên. Tiếp tục mũi giảm thứ tư. Mũi kép đơn. Mũi giảm thứ năm. Mũi kép đơn. Mũi giảm thứ sáu. Mũi kép đơn. Mũi giảm thứ bảy. Mũi kép đơn. Mũi giảm thứ tám. Và chân cuối cùng sẽ là mũi kép đơn. Lúc này mình sẽ có được tổng cộng là 8 mũi giảm xen kẽ với 8 mũi kép đơn ha. Mũi đầu tiên là mình giảm nè, mũi kết thúc mình là mũi kép đơn, thì nó sẽ xen kẽ với nhau nè. Móc vào chân của mũi giảm này một mũi dời, lên 2 xích. Size lớn hoặc size nhỏ các bạn đều móc cho mình cái hàng móc giảm tương tự như vậy ha. Thì cái độ rộng của phần tay nó đã được giảm lại rồi nè. Hàng móc kế tiếp mình sẽ móc đều và không giảm mũi nữa. Tức là các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến hết vòng nha. Ta sẽ có được tổng cộng là 18 mũi kép đơn cho cái vòng móc cuối cùng. Chân đầu tiên một kép đơn nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, ta sẽ ra được tổng cộng là 16 mũi kép đơn là đúng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng kim khâu vào trong phần thân nón. Ta sẽ hoàn tất được phần tay của thỏ như thế này nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu xỏ đầu len vào trong cây kim. Gập đôi phần tay theo chiều này nhé. Đối với phần tay này các bạn có thể khâu vào chính giữa của thân nón cũng được, hoặc là khâu hai bên. Mình sẽ khâu vào chính giữa của hàng móc thứ ba và thứ tư nè. Đây, ta sẽ khâu ở đây ha, và đối xứng với cái tay mà mình vừa khâu.
Sau khi đã khâu được đối xứng phần tay này với phần tay bên kia rồi, để cho hai phần tay của mình nó được đứng cứng ở trên cái phần thân nón, nó sẽ không có bị sụp xuống dưới á, thì có hai cách để mình làm cho phần tay của mình nó được đứng cứng hơn nha. Cách thứ nhất, các bạn sẽ khâu ép cho mình hàng móc cuối cùng, bề mặt của hàng móc cuối cùng với bề mặt của cái phần mà mình khâu ở phần thân nón nè. Đây, ta sẽ khâu ép lại với nhau ha. Thì lúc này cái phần tay của mình nó sẽ được đứng cứng kép hơn trên phần thân nón. Nó sẽ không có bị ngã ra bên hông ha. Tạo cho mình một guốc ở đây. Sau đó đâm kim vào bên trong của phần thân tay, giấu sợi len thường. Cắt len. Đây sẽ là cách thứ nhất để mình cố định phần tay đứng ở trên thân nón. Còn cách thứ hai đơn giản hơn. Nếu các bạn có súng bắn keo, keo nến ha, các bạn có thể sử dụng cho mình súng bắn keo nến. Sau đó mình sẽ chích một phần keo ở hàng móc cuối cùng của phần tay và cái phần mà mình ép ở phần thân nón nè. Sau đó đến cố định lại, giữ cho keo 5 giây để keo khô. Như vậy là hai phần tay của mình nó sẽ được đứng cứng kép ở trên thân nón hơn ha. Mặt trước của thân nón các bạn có thể móc chữ để trang trí lên thân nón, hoặc có thể móc họa tiết thỏ lên cũng được để cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón tay thỏ như thế này. Chúc các bạn thành công!